Xin chào các bạn nha. Lại là một ca kết quả đẹp, một bài ca hồi toàn là da từ từ sao hả? Từ mụn thâm sạm và bây giờ là da hoàn toàn ok. Bên La thì luôn trả kết quả rồi. Nên là những bạn nào có anh em, bạn bè, chị em hoặc bất cứ tình trạng da nào thì các bạn cứ inbox cho La, hoặc các bạn có thể là cứ vào La để điều trị thôi. Các bạn nhìn đây nha, đây là da bạn này sau khi điều trị mụn thâm tại La. Còn đây là da trước của bạn này nè, đây. La gỡ hình trước qua file bạn này luôn á. Còn hình ảnh tắt luôn rồi hả? Từ tìm hình ảnh cũ. Có hình ảnh chị cái gì? Nó đờ luôn cái máy, để La cho các bạn xem hình ảnh trước nha. Đây các bạn, đây là hình ảnh trước của bạn này nha. Các bạn nhìn này, đây. Các bạn thấy hơi chói này, thì coi đây đây đây. Đây đây là cái bề da trước khi tới La điều trị đây các bạn. Hơi chói phải không? Tối quá thì. Do cái màn hình em bị tối. Đây các bạn. Các bạn nhìn nha, đây là hình ảnh trước của bạn này trước khi tới La đây các bạn. Do sự cố cái máy của bạn này nên là cái nó hơi chậm một xíu. Các bạn nhìn thấy hình ảnh trước không? Đây là toàn bộ bề mặt này, các bạn thấy thâm không? Nhưng mà bây giờ thì các bạn thấy da hoàn toàn trắng sáng bạc tông nha, và sạch mụn mờ thâm. Đó là điều những gì mà khi mà các bạn tới La luôn cam kết cho các bạn là thâm mụn như thế nào là La đều. Đây các bạn nhìn này, bao giờ La cũng hơn với sự cam kết của mình cả. Các bạn nhìn đây, bây giờ đối với cái vùng cằm của bạn này là sạch hẳn cái bề mụn luôn nha. Đây, các bạn nhìn bề thâm này, da bạn này rất là mỏng yếu và đỏ các bạn. Đây các bạn nhìn, nhưng mà khi làm xong thì da hoàn toàn khỏe nha. Đây các bạn nhìn này, đây là toàn bộ cái bề, hai cái bề má. Các bạn nhìn cái vùng thâm rất là nhiều. Đây vùng thâm như thế này, thâm. Đây toàn bộ bề mặt đây các bạn, toàn bộ bề mặt này. Đây và bây giờ riêng vùng trán và vùng cằm là bay sạch, má bạn này cũng bay sạch luôn. Bạn này thì làm cho La duy nhất một lần kỹ thuật các bạn. Các bạn nhìn nha, đây chỉ là một lần kỹ thuật bên La thôi. Bạn này chỉ là một lần kỹ thuật bên La và mụn thâm đã bay sạch và da trắng sáng hết cả lên nha các bạn. Đây, do tùy vào cái bề da, các bạn nhìn riêng vùng cằm này bay sạch hết trơn luôn, da trắng sáng lên như thế này. Khi mà các bạn theo dõi những cái kết quả bên La thì hầu hết khi mà làm xong các làn da bên La đều là da khỏe cả các bạn. Có nghĩa là bên La là đi phương pháp không xâm lắng rồi, không xâm lắng, không bào mỏng gì tất cả các bạn cả. Và khi làm xong các bạn giữ một cái nền da khỏe như thế này nha. Các bạn nhìn này, thâm, đỏ, mụn như thế này. Đó, hai bên vạt má như thế này này. Đó. Nhưng mà khi làm xong thì da các bạn hoàn toàn sáng, sạch, mụn và khỏe như thế này. Thì những bạn nào đang bị tình trạng gì thì các bạn có inbox trực tiếp để đặt lịch La soi khám và điều trị nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.